Xin chào các bạn đến với kênh Love Nha Trang. Đây là nơi chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá những điều bí mật và thú vị mà có thể nhiều người chưa biết đến. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video khám phá mới nhất nào của chúng tôi nhé. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ một điều bất ngờ về một vật nhỏ bé nhưng lại có giá trị đắt đỏ đến mức khiến bạn phải kinh ngạc. Bạn có tin được không, có một thứ mà giá của nó thậm chí còn đắt hơn cả vàng và kim loại quý, nhưng kích thước lại chỉ nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay. Hay thứ tương tự, một thiết bị y tế nhỏ như vậy lại có thể cứu mạng con người. Tên của nó chính là stent tim. Stent tim trông như một chiếc lò xo nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thật sự đáng kinh ngạc. Một chiếc stent nội địa có giá khoảng 34 triệu đồng, trong khi stent nhập khẩu có thể lên đến 58 triệu đồng. Hay thậm chí hơn 100 triệu đồng. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là giá của một sản phẩm không chỉ quý vì vật liệu hay công nghệ, mà còn vì sự sống mà nó bảo vệ. Nó có thể giúp một người đang đối mặt với tử thần tìm lại hy vọng, hồi sức khỏe và tiếp tục sống. Quá trình đặt stent tim cũng đầy bí ẩn và tinh tế. Bác sĩ sẽ chèn một ống thông qua mạch máu ở cổ tay của bạn, dẫn nó vào động mạch vành, nơi dòng máu đang bị tắc nghẽn. Khi đến vị trí cần thiết, stent sẽ được bung ra, mở rộng mạch máu, bắt khôi phục sự lưu thông, cứu lấy cuộc sống trong gang tấc. Bạn có tò mò về quá trình này không? Một thứ nhỏ bé như vậy lại mang trong mình sức mạnh khổng lồ để cứu mạng người. Đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy theo dõi đến cuối video để khám phá toàn bộ câu chuyện đầy bất ngờ này. Và nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký Love Nha Trang để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá nhiều bí mật mới lạ khác nhé. Tỷ lệ hẹo cao nhất. Tốc độ trung bình của xe máy ở đây đạt tới 212 km/h. Đường đua này đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 tay đua, trung bình cứ mỗi 300 mét lại có một người ngồi lên bàn thờ. Vì hàng năm đều có người hẹo, ban tổ chức đã đặc biệt thiết lập một khu hỏa táng với những bia đá khắc tên của những tay đua đã ngồi lên bàn thờ trong cuộc thi. Cuộc đua đó chính là giải đua nổi tiếng. Điểm đặc biệt nhất của giải đua này là toàn bộ quá trình đua không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, diễn ra trên những con đường phố bình thường. Đường đua đi qua các con đường làng hẹp với hơn 200 khúc cua, và những khúc cua thậm chí còn cắt ngang nhau. Ai hoàn thành 6.000 km trước sẽ là người chiến thắng. Trước khi bắt đầu, các tay đua đã khóa chặt tay ga của xe máy. Họ phải bay vút qua những nơi mà hai bên đường đầy rẫy cây cối, nhà cửa, cột điện, vách đá, và thậm chí cả những động vật hoang dã bất ngờ xuất hiện. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến họ ngồi lên bàn thờ. Ngay cả khi không hẹo, họ cũng sẽ bị thương nặng. Vì vậy, có câu nói rằng, bất kỳ tay đua nào tham gia cuộc đua trên đảo Man đều là những chiến binh dũng cảm. Chỉ cần từ xa nhìn thấy một chấm đen lướt qua nhanh như chớp, khi bạn nghe thấy âm thanh vù, thì tay đua đã bay vút qua trước mắt. Điều này hoàn hảo giải thích cho việc người ta gọi là về với tổ tiên chỉ trong tích tắc. Số người bị thương thậm chí lên tới 950 người, trong khi số khán giả đứng xem bị đăng xuất khỏi thế giới là 67 người. Trong số đó có những người là anh em, thậm chí là cha con. Chắc chắn bạn sẽ thắc mắc, tại sao tỷ lệ hẹo cao như vậy mà vẫn có nhiều người tham gia đến thế? Câu trả lời là, giải đua này không có bất kỳ giải thưởng tiền mặt nào. Ngay cả chi phí ăn uống, chỗ ở và chi phí đi lại đều tự túc. Nhưng hàng năm vẫn có những người tình nguyện tham gia, vì đối với họ, tất cả những cuộc đua tốc độ khác đều trở nên tầm thường. Sự kiện này là nơi họ theo đuổi sự chinh phục tốc độ, tự do bằng tốc độ và mạng sống của mình. Một thứ vũ khí nhỏ bé, chỉ dài hơn gang tay, nhưng lại có thể gây ra sự tàn phá kinh hoàng đến mức khiến cả những người lính kỳ cựu nhất cũng phải rùng mình. Đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay câu chuyện hư cấu. Đó chính là loại mìn đã được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, nơi mà những trận chiến khốc liệt nhất lịch sử hiện đại đã diễn ra. Bạn có cảm thấy lạnh sống lưng không khi biết rằng loại mìn này đã từng khiến những căn rừng yên bình trở thành cơn ác mộng kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình chạm phải?
trong trận thung lũng Idrang năm 1965, nơi mà từng bước chân đều có thể là bước cuối cùng, này đã xuất hiện như một sự cứu rỗi cho lính Mỹ. Một khoảnh khắc, chỉ một tích tắc sơ sẩy, mình sẽ nổ tung, gửi đi hàng nghìn mảnh kim loại sắc nhọn, xé toạc không khí và cơ thể người trong phạm vi hàng trăm mét. Những người lính Việt Nam, dù có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, cũng không thể ngờ rằng mình đang phải đối mặt với một thứ vũ khí khủng khiếp đến thế. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, sau hơn nửa thế kỷ, loại mìn này không những không mà còn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc chiến hiện đại. Các đồng minh của Mỹ ngày nay vẫn dựa vào nó như một thứ vũ khí lợi hại, một công cụ chiến đấu không thể thay thế. Hãy tưởng tượng bạn là một người lính đang chiến đấu trên chiến trường, mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng của mình, bởi không ai biết được loại mìn này đang nằm ở đâu, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Điều gì khiến loại mìn này có thể khiến người ta sởn gai ốc như vậy? Chính là sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong sự nhỏ bé, là sự vô hình nhưng chết người, là nỗi ám ảnh không bao giờ có thể xóa nhòa đối với bất kỳ chứng kiến sự tàn phá của nó. Bạn đã sẵn sàng để biết thêm về thứ vũ khí này chưa? Hay bạn đang cảm thấy một chút run sợ trước cái tên đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên những chiến trường đẫm máu? Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin của lớp Nha Trang. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích và thú vị, hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi và hấp dẫn nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những thông tin mới nhất và chân thực nhất. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.